Nào, đi lại kia chỉ quà cho mẹ đi. Đây là xoài. Xoài gì? Con đây nhìn mẹ nào, xoài gì? Về đây không nhận vào thứ như thế, hỏng quả của mẹ đi. Nào, về đây, đứng đây. Quay về đây, đứng bên này. Đứng bên này cho mẹ. Nào, đây, nhìn. Xoài ngon quá. Các cô, các bác ơi, nè. Nhìn mẹ nào. Dê. 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 Dê, con dê đi. Dê. Nào, vào đây, vào đây. Bưởi da xanh kim loan đây. Không xé đi đâu, để đây cho mẹ, sao lại xé đi. Dưa hấu không hạt đây. Khoai nhật ruột vàng đây, củ đều đẹp lắm ạ. À, đây nữa. Con này dê cho bố xem này. Con. Dê. Ôi dê đi. Dê, bố gọi gái ơi kìa. Mặc áo cho cô này nó. Nào, sao lại xé hết cái tem của mẹ đi rồi? Hấp ơi. Xoài tứ quý đẹp long lanh luôn. Bà đi vun ngô rồi. Đây là xoài Đài Loan. Xoài này là xoài hàng xuất khẩu này. Xoài Đài Loan quả to lắm. Ông cụ xem quả to nhiều. Đây là khoai nữa nhưng mà chưa xách vào được. Tí nữa mới xách. Nặng quá. Khoai đây, khoai đây. Con này, không xé hết tem của mẹ đi đâu. Xé tem rồi còn ai mua cho mẹ nữa? Hử? Chưa, còn chưa rửa mặt. Em bảo xé đi. Dí vào tay con phụt. Dính vào tay ông cụ đi. Chào.